hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học của bầu trời đêm tháng 10 năm 2018. Các pha mặt trăng. Vào ngày 9 tháng 10, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng mới. Mặt trăng sẽ xuất hiện cùng phía với mặt trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm tốt nhất tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà hay các cụm sao bởi vì không có sự lấn át của ánh trăng. Vào ngày 24 tháng 10, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng tròn. Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối và sẽ phản xạ tối đa ánh sáng của mặt trời khi nhìn từ trái đất. Lần trăng tròn này còn được biết đến bởi các bộ lạc bản địa cổ ở Mỹ với tên gọi là trăng thợ săn. Bởi đây là thời điểm lá mùa thu bắt đầu rụng và loài nai đã được vỗ béo, sẵn sàng cho việc săn bắt. Lần trăng tròn này cũng còn được gọi là trăng du lịch và trăng máu. Các hành tinh buổi tối. Sao Kim hiện diện thấp trên đường chân trời phía Tây, Tây Nam những ngày đầu tháng 10, ngay sau khi mặt trời lặn. Trong tháng này, Sao Kim nằm ở vị trí của chòm sao Xử Nữ. Hãy tranh thủ quan sát hình dạng giống vầng trăng khuyết của hành tinh này bằng kính thiên văn trước khi nó bị khuất dưới đường chân trời. Ở phía trên Sao Kim là Sao Mộc, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời. Hành tinh này sẽ lặn sớm trước nửa đêm và sẽ xuống thấp dưới đường chân trời vào những ngày cuối tháng 10. Trong tháng này, Sao Mộc nằm ở vị trí của chòm sao Thiên Bình. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhìn thấy những sọc mây trên bề mặt của Sao Mộc. Vào các tối 12-13 tháng 10, Sao Mộc sẽ ở gần mặt trăng khuyết đầu tháng. Sao Thổ mọc cao ngay từ đầu buổi tối ở hướng Tây Nam và sẽ lặn sớm trong đêm. Trong tháng này, Sao Thổ sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Cung Thủ. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn quan sát được vành đai đặc trưng của hành tinh này. Vào tối 15 tháng 10, Sao Thổ sẽ ở gần mặt trăng khuyết đầu tháng. Sao Thủy xuất hiện thấp trên đường chân trời phía Tây, Tây Nam ngay sau khi mặt trời lặn. Trong tháng này, Sao Thủy sẽ nằm ở vị trí của chòm sao Thiên Bình. Một chiếc kính thiên văn mạnh sẽ giúp bạn nhìn thấy Sao Thủy cũng có pha như mặt trăng.
Sao Hỏa mọc lên cao từ đầu buổi tối ở hướng đông nam. Trong tháng này, Sao Hỏa sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Market. Một chiếc kính thiên văn mạnh sẽ giúp bạn nhìn thấy được các chi tiết địa hình đặc trưng của hành tinh đỏ. Vào ngày 18 tháng 10, Sao Hỏa sẽ ở ngay sát cạnh mặt trăng trương huyền tròn dần. Các chòm sao và các vật thể sâu. Phi mã, chú ngựa lớn có cánh trong thần thoại Hy Lạp, hiên ngang băng giữa bầu trời đêm mùa thu. Cơ thể của chú ngựa được đánh dấu bởi một vùng rộng lớn của các ngôi sao được gọi là hình vuông lớn. Chòm sao Phi Mã có chứa ngôi sao 51 Pegasi, ngôi sao giống mặt trời đầu tiên được phát hiện có một ngoại hành tinh. Góc sáng nhất của hình vuông lớn là ngôi sao Alpheus, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiên Nữ. Trong thần thoại Hy Lạp, nàng công chúa này bị xích vào một tảng đá gần biển, làm vật hiến tế để làm nguôi ngoai loài thủy quái. Bên trong ranh giới của chòm sao Tiên Nữ, hãy tìm M31, Thiên Hà Tiên Nữ, một hòn đảo đơn độc giữa không trung chứa hàng tỷ ngôi sao. Trong một đêm tối quang đãng, thiên hà này hiện ra như một mảng sương mờ. Nằm cách khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, M31 là thiên hà xoắn ốc gần thiên hà ngân hà nhất và là vật thể xa nhất mà bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ống nhòm và kính thiên văn nhỏ sẽ tiết lộ cho bạn vùng trung tâm sáng rực và các cánh tay xoắn ốc. Một thiên hà đồng hành nhỏ hơn là M110 xuất hiện như là một chấm mờ ở gần thiên hà lớn này. Thiên hà Tiên Nữ đang chậm rãi hút lại gần và cuối cùng sẽ tiêu thụ một thiên hà đồng hành khác nhỏ hơn là M32. Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý. Vào ngày 8 tháng 10 sẽ diễn ra trận mưa sao băng Thiên Long. Mưa sao băng Thiên Long là một trận mưa sao băng nhỏ với tần suất chỉ 10 sao băng mỗi giờ tại cực đỉnh. Các sao băng Thiên Long có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi sao chổi 21P Jacobini Zinner, được phát hiện vào năm 1900. Đây là một trận mưa sao băng đặc biệt khi mà thời gian quan sát tốt nhất là vào đầu buổi tối thay vì vào đầu buổi rạng sáng như những trận mưa sao băng khác. Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10.
và cực đỉnh năm nay sẽ diễn ra vào đêm 8 tháng 10. Năm nay là một năm tuyệt vời để săn đón các sao băng thiên long, bởi vì sẽ không có ánh trăng ảnh hưởng đến việc quan sát. Thời gian quan sát tốt nhất là vào đầu buổi tối tại khu vực tối thoáng đãng. Sao băng xuất hiện ở phía chòm sao Draco Thiên Long, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên bầu trời. Vào ngày 21-22 tháng 10 sẽ là trận mưa sao băng Lạp Hộ. Mưa sao băng Lạp Hộ là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 20 sao băng 1 giờ tại cực đỉnh. Các sao băng Lạp Hộ có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi sao chổi Halley, được phát hiện từ thời cổ đại. Trận mưa sao băng này diễn ra hàng năm từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Cực đỉnh năm nay sẽ diễn ra vào đêm 21 rạng sáng ngày 22. Thật không may, mặt trăng gần tròn sẽ lấn át tất cả ngoại trừ những sao băng sáng nhất. Nhưng Lạp Hộ là một trận mưa sao băng với nhiều sao băng sáng, do đó đây vẫn có thể là một bữa tiệc sao băng tốt. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối và thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Lạp Hộ hay còn gọi là thợ săn, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên bầu trời. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn thú vị. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.